Xin chào các bác, lại là em máy Bình Minh đây ạ. Hôm trước một số bà con có để lại bình luận rằng chi phí để thiết kế một trang trại sẽ rơi tầm khoảng bao nhiêu. Hôm nay em sẽ bật mí cho các bác, hãy xem hết video để tìm hiểu thêm về mô hình chăn nuôi nhé. Tại sao trong các trang trại lại nên sử dụng máy ép cám viên? Máy ép 160 chính là giải pháp vô cùng hữu ích để giảm thiểu chi phí. Trước mắt các bác đây là con máy ép cám viên S160 của công ty Bình Minh sản xuất. Máy hoạt động với cơ chế 3 quả lô nên. Trước khi em giới thiệu các bác công năng của máy, em xin chia sẻ về chi phí dành cho các bác mới muốn tham khảo mô hình kinh doanh trang trại hoặc mở rộng thêm. Chắc hẳn các bác không còn xa lạ gì với hình thức nuôi gà kinh doanh với số lượng lớn. Tuy nhiên, ngoài kỹ thuật và phạm vi chăn nuôi, bà con cần hạch toán và sử dụng chi phí sao cho phù hợp. Ngay sau đây, Bình Minh sẽ hoạch toán chi phí nuôi 1.000 con gà giúp các bác sử dụng dòng tiền hợp lý trong chăn nuôi. Khi chăn nuôi gà, bà con cần nắm rõ những gì cần đầu tư khi nuôi. Theo các hộ chăn nuôi gà có kinh nghiệm lâu năm, trừ khoản chi phí phát sinh thì các khoản đầu tư chi phí nuôi 1.000 con gà gồm những khoản như sau. Chi phí chuồng nuôi, chi phí giống nuôi, chi phí thức ăn, chi phí điện nước, chi phí thuốc. Những hộ có sẵn các điều kiện như chuồng nuôi, thức ăn sẽ tiết kiệm được lượng lớn chi phí đầu tư, giảm bớt gánh nặng tài chính trong chăn nuôi. Đầu tiên, chi phí chuồng nuôi, chi phí chuồng trại là một chi phí khó định giá vì phụ thuộc nhiều yếu tố, tùy thuộc vào loại hình chăn nuôi, nguyên vật liệu làm chuồng nuôi. Vì vậy, chi phí chuồng trại sẽ tạm không tính tại đây và các chi phí sửa chữa chuồng sẽ được chuyển vào chi phí phát sinh. Chuồng nuôi không chỉ là bảo vệ gà khỏi biến động thời tiết mà còn là nơi để gà sinh trưởng, phát triển. Vì vậy, khu chuồng trại nên được thiết kế theo hướng đông tây nhằm giúp gà tránh ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết xấu. Mỗi con gà nên được dành ra 1m2 để gà di chuyển tự do, tăng quá trình phát triển và nâng cao chất lượng thịt của gà. Thứ hai, chi phí giống nuôi, tùy vào điều kiện nuôi, môi trường xung quanh để bà con chọn con giống. Thông thường các hộ nuôi sẽ chọn nuôi gà thịt với các giống gà ta lai hay gà di, gà tam hoàng. Chi phí mua con giống vào khoảng 10.000 đến 14.000 trên một con, từ đó ta tính được chi phí nuôi 1.000 con gà sẽ rơi vào khoảng 10 đến 14 triệu tiền giống nuôi. Thứ ba, chi phí điện nước, với quy mô chăn nuôi gà thịt theo hướng nuôi nhốt, chi phí điện nước sẽ bao gồm quạt thông gió, đèn chiếu sáng, máy bơm. Tổng chi phí điện nước thường khó xác định vì mức độ sử dụng của người chăn nuôi có sự khác nhau lớn. Nhiều hộ chăn nuôi ước lượng tổng chi phí điện nước vào khoảng 250-350.000 cho đến lúc bán gà. Thứ 4. Chi phí thuốc thú y, do mỗi nơi có tình hình dịch tễ khác nhau nên lượng thuốc sử dụng cũng khác nhau. Thường các hộ chăn nuôi quy mô 1.000 con gà sẽ có chi phí thuốc thú y trung bình vào khoảng 3 triệu đồng. Tổng chi phí vaccine và thuốc thú y cho 1.000 con gà tầm khoảng 4.200.000. Và cuối cùng, doanh thu từ bán gà đem lại, các giống gà hướng thịt hiện nay thường được nuôi 120 ngày có khối lượng xuất bán trung bình khoảng 2 cân trên một con. Tỷ lệ thất thoát đầu con thường là 5%, giá thị trường hiện nay là 55.000 đồng trên một cân. Và em tính luôn cho các bác có thể thấy rõ như trên màn hình. Em sẽ chỉ các bác cách để tối ưu chi phí chăn nuôi, máy S160 chính là giải pháp vô cùng hữu ích để giảm thiểu chi phí. Trước mắt các bác đây là con máy ép cám viên S160 của công ty Bình Minh sản xuất. Máy hoạt động với cơ chế 3 quả lô nên nhiều các bác hay gọi là máy ép cám viên 3 quả lô. Được trang bị động cơ 3kW dùng điện 3 pha 100% lõi đồng. Vô cùng mạnh mẽ, cho khả năng nghiền ép liên tục trong nhiều giờ mà không sợ nóng máy. Máy có khả năng nghiền ép đa dạng các loại nguyên liệu, kể các nguyên liệu khó ép như cua, cá, ốc. Để bổ sung chất đạm tự nhiên, tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Máy được trang bị bộ cầu hộp số V-Size ô tô nên rất bền bỉ và êm ái, không như những loại máy ép cám viên giá rẻ khác trên thị trường. Dùng ổ bi nên dùng sẽ gây ra tiếng ồn nhiều hơn và tuổi thọ của máy cũng không cao. So về chất lượng và giá cả thì máy ép cám viên S160 của công ty chúng tôi sản xuất đang là tốt nhất trong phân khúc dưới 10 triệu đồng. Năng suất máy có thể đạt được là 180kg trên 1 giờ làm việc, đảm bảo cung cấp đủ lượng thức ăn cho số lượng lớn đàn vật nuôi của bà con. Máy ép cám viên IS-160 là con máy ép cám viên mới được chế tạo năm 2023 nhưng đã là con máy ép cám viên bán chạy nhất năm 2023 của công ty chúng tôi. Vì năng suất của máy phù hợp với đại đa số người chăn nuôi của nước ta. Với việc tận dụng được các loại nguyên liệu giá rẻ có sẵn tại địa phương, cũng như là các phụ phẩm nông sản giúp bà con tiết kiệm tối đa chi phí thức ăn chăn nuôi. Vật nuôi ăn được những viên cám chất lượng do chính tay bà con làm ra cũng sẽ nhanh lớn hơn, khỏe mạnh hơn và cho ra năng suất cao hơn. Cám viên sau khi ép có độ ấm nóng từ 50 đến 60 độ C, vừa tiêu diệt được hầu hết các vi khuẩn có hại cho vật nuôi, vừa giữ được 100% dưỡng chất có trong viên cám. Khi ép xong những viên cám vô cùng chất lượng này, bà con có thể cho vật nuôi ăn ngay hoặc phơi khô dùng dần. Cảm ơn các bác đã xem đến đây. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau.
Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!